Thời tiết ở Hàn Quốc thế nào? Thời tiết ở Hàn Quốc thế nào? Rất lạnh và gió rét. Rất lạnh và gió rét. Vậy à, cẩn thận cảm cúm nhé. Vậy à, cẩn thận cảm cúm nhé. Thời tiết. Thời tiết. Rất. Rất. Lạnh. Lạnh. Cẩn thận cảm cúm nhé. Cẩn thận cảm cúm nhé.